Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Đang đi làm mà bây giờ ông chủ bắt đổ rác đây. Thử coi đi đổ rác đây. Các bạn đây là cái rác recycle các bạn. Mấy cái rác này đó thì mình mấy cái bình này các bạn, mấy cái lon này nè các bạn thì mình recycle lại nha. Đó, các bạn coi cái rác có cái gì không nè. Wow, gì vậy ta? Tại sao ông chủ lại giục cái phone này kia ta? Có xài được không? Phone này. Ủa phone này là phone được sao? Sao lại ông chủ này giục cái phone này đi ta? Có bà có xài được không đây ta? Ủa xài được nè. Leader. Ủa còn software update nè. Còn xài được mà các bạn, đúng không? Nè. Nè các bạn ơi. Ủa sao ông chủ ông lại sang dữ vậy ta? Nè các bạn ơi. Phone này ông chủ cũng sang ghê đó, giục thùng rác luôn. Wow. Giục thùng rác thì mình lượm về rồi mình gửi cho coi như là luật sư Thanh Trần nha. Wow, còn nữa nè, ông giục hai phone luôn. Trời đất ơi, cái gì đây? Quá, cái này gì đây? Samsung hả? Con mắt ở giữa hả? Wow, để coi có xài được không đây? Nè, con xài được nè. Ủa, sao ông sang với ta? Giục luôn hai phone luôn. Wow, xài được nha các bạn ơi. Wow, ngon không? Ngon lành cạch đào chưa? Nha, cái này là nột nột chính nha các bạn nha. Nột chính, chỗ ông xài sang ta. Thôi, mình lượm đi. Mình lượm về mình coi như là gửi cho nhà luật sư Thanh Trần, đúng không? Hai cái. Thôi, bỏ túi đi ha các bạn ha. Cái này thì cái này là Samsung là A0 A10 nha các bạn nha. Cái dòng này dòng A nè, A10 nè. Đó, thấy chưa? Còn xài được nha. Chà, ngon lành cành đào nha. Đó. Rồi, ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, phone này mà dục vô thùng rác chi trời. Có để tôi gửi về cho coi như là luật sư nha. Đấy, hai phone luôn. Rồi. Ngon lành cành đào luôn. Rồi, thôi. Mình coi như cắt đi rồi sau đó mình đi đổ rác nha các bạn ơi. Đó, phone này mà coi như là dục đi luôn kìa. Thôi nha. Thôi mình cảm ơn các bạn nha. Mình đi đổ rác đây.